Vợ chồng Trấn Thành, Hari Won trong thời gian gần đây ít xuất hiện cùng nhau, đồng thời cũng ít tương tác với nhau trên mạng xã hội, khiến cặp đôi vướng phải tin đồn đường ai nấy đi. Trong livestream mới nhất, Trấn Thành đã trực tiếp đính chính với người hâm mộ về tình trạng hôn nhân và khẳng định tình cảm vợ chồng vẫn rất mặn nồng. Dekuma, bộ sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 360 gia đình Việt. Vợ chồng Trấn Thành, Hari Won kết hôn đã lâu, thường xuyên thể hiện tình cảm công khai. Gần đây, netizen phát hiện ra cả hai ít tương tác với nhau trên mạng xã hội và không xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Tin đồn xuất phát từ việc nam MC thường xuyên lẻ bóng tại các sự kiện, game show, không còn xuất hiện tình tứ cùng bà xã như trước. Không chỉ vậy, trên mạng xã hội, cặp đôi cũng không còn tương tác nhiều hay đăng tải các khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Mới đây nhất, trong đám cưới đình đám của Diệu Nhi, anh Tú, nam MC lẻ bóng tới dự mà không có bà xã đi cùng. Điều này càng dấy lên tin đồn cả hai đang trục trặc tình cảm. Liên tục gặp phải những lời đồn không hay, trong livestream của mình mới đây Trấn Thành đã lên tiếng khẳng định tình yêu của mình dành cho bà xã Hari Won. Đặc biệt anh thẳng thắn đáp trả về những lời dị nghị thiếu vắng bà xã trong những bức ảnh gần đây của anh. Sau khi kết thúc việc tham gia đám cưới của anh Tú, Diệu Nhi tại Phan Thiết, nam chính bố và trở về Sài Gòn và livestream để đính chính với người hâm mộ về tin đồn việc mình và bà xã Hàn Quốc đường ai nấy đi. Chia sẻ về lý do Hari Won đi Hàn Quốc mãi chưa về, anh cho biết vợ sang đó để làm việc. Đồng thời, nam danh hài bác bỏ nghi vấn sai lệch của dư luận về tình cảm giữa hai vợ chồng. Vợ tôi đi làm kiếm tiền, tôi ở đây quay phim, rồi quay xong phải dựng phim. Không úp hình lên thì nói vợ chồng xích mích, gây lộn. Đáng xẹp vậy, bộ vợ chồng là phải xà nợ quấn nhau 180 ngày mới hạnh phúc hả? Vụ gì kỳ vậy, phải tách ra đi kiếm tiền chứ, đúng không? Trấn Thành chia sẻ. Nói về Hari Won, nam MC rap Việt dành nhiều lời khen có cánh và sự ủng hộ tuyệt đối dành cho bà xã. Trong mắt anh, bà xã là người sống văn minh, tự chủ, danh hài đình đám cảm thấy vui khi cô lo lắng cho công việc và có ý thức gây dựng sự nghiệp. Trấn Thành khẳng định chắc nịch quan điểm cá nhân về vấn đề kinh tế, sự nghiệp của đôi bên. Anh cho rằng, vợ con tôi là phải có ích cho xã hội, phải vận động, phải đi làm ít nhiều bao nhiêu cũng được, dĩ nhiên mình sẽ lo hết tất cả. Nhưng quan trọng là phải thấy người phụ nữ phải biết yêu thương bản thân. Biết tôn trọng giá trị của bản thân, phải đi làm, tự nhiên cái lấy chồng rồi ở nhà hoài. Tôi rất sợ phụ nữ rảnh rỗi, cứ rảnh rỗi là sinh đông nổi. Chưa kể, nam MC sinh năm 1987 cũng dành lời khen cho sự tinh tế của vợ. Hari Won không quản lý quá chặt chẽ, tra hỏi về lịch trình của chồng. Vợ tôi sống rất tinh tế, không phải lâu lâu nhắn tin hỏi anh ở đâu, mấy giờ về. Quan trọng là niềm tin, ai rảnh mà cứ nhắn tin hỏi hoài được. Ông xã Hari Won cũng thẳng thắn nói về nghi vấn Hari Won ghen khi thấy anh bế các mỹ nhân khác quăng xuống hồ. Hỏi vợ tôi xem tôi còn thương không, lo cho tôi còn hơn em bé, giỡn hoài, nâng như trứng, hứng như hoa, thấy tôi liện xăm xuống hồ nó nhắn vô, nó cười không ấy chứ đâu có ghen đâu. Nó hiểu chồng nó quá mà, tôi quá đàng hoàng, dễ thương mà, tin tôi đi, còn ai nói tụi tôi có xích mích hay rạn nước đổ vỡ đâu. Đợi đấy, đợi coi chừng nào tôi đổ, tức ha. Tiếp đó, Trấn Thành cho rằng bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình là luôn đẹp trong mắt nhau. Mọi người phải đi làm, phải có giá trị riêng để đối phương phải tôn trọng. Thứ hai là nên tập thể dục, làm đẹp cho chính mình. Lúc trước còn tán tỉnh yêu đương đẹp, lấy nhau về xấu đi, đối phương nhìn lại chán. Cái cuối cùng để sống được với nhau là ăn ở tử tế với người kia để người ta thương mình, yêu mình. Khép lại livestream, Trấn Thành khẳng định mối quan hệ vợ chồng như sau. Bớt đồng tôi lại, vợ chồng tôi còn yêu thương nhau lắm. Trước đó, nam MC cũng bày tỏ sự bức xúc khi liên tục bị đồn đoán hôn nhân rạn nứt. Mấy nay em nghe nhiều lời đồn ác ý về vợ chồng em lắm rồi. Định im rồi, nhưng nói miết nên em nói ở đây một lần luôn nè, để trả lại coi. Mới quen thì nói tôi là người thứ ba quen rồi thì nói bà heo. Hari Won có mới nớ cũ đám cưới thì nói che mắt thiên hạ cả tháng nay đi quay phim mới đầu tắt mặt tối không chụp hình chung với vợ để đăng lên thì nói hết hợp đồng hôn nhân. Anh viết trên trang cá nhân, anh còn nhấn mạnh. Dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn đi mấy vị, bớt lo cho vợ chồng em lại, tụi em còn hạnh phúc lắm, thậm chí không gây lộn luôn, dù chỉ một câu, cảm ơn anh chị nào nhiệt tình đồn bữa giờ, tụi em ổn ạ. Cách đây vài ngày, đám cưới quốc dân của cặp đôi anh Tú, Diệu Nhi diễn ra tại Phan Thiết vào ngày 10 tháng 10, nhưng những người hâm mộ của cặp đôi Trấn Thành, Hari Won đều có cùng chung thắc mắc về việc nam MC rap Việt chỉ xuất hiện lẻ bóng, không đi cùng với bà xã Hari Won. Để đáp về thắc mắc, nhiều khán giả cho rằng, hiện tại Hari Won đang ở Hàn Quốc nên không thể cùng chồng góp vui trong đám cưới đàn em. Và nếu theo dõi trang cá nhân của giọng ca gốc Hàn Quốc thì có thể thấy rõ điều này. Hiện, cô đang vi vu và tích cực đăng tải những khoảnh khắc tận hưởng ở xứ sở Kim Chi lên mạng xã hội, là một người khá sâu sắc trong cuộc sống và cả tình yêu. Tại đám cưới của cặp đàn em thân thiết, Trấn Thành cũng đã có những phát biểu về tình yêu của anh Tú và Diệu Nhi, khiến nhiều khán giả xúc động.
Trong rất nhiều năm qua, hai em không dám công khai tình yêu với công chúng. Thật ra tôi nghĩ như thế này, tình yêu của giới nghệ sĩ bằng một cách nào đó trở nên rất sợ được người ta biết đến. Tôi thực sự ngưỡng mộ hai em vì đã để dành từng ấy năm bí mật này để đến ngày hôm nay hãnh diện nói với mọi người rằng mình yêu nhau. Tôi nghĩ mình sẽ không làm được như vậy. Nãy Diệu Nhi nói tôi cũng xúc động, bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn được thấy bạn trai yêu thương mình. Không ai muốn lặng lẽ gặp nhau trong phòng hay trong toilet như Diệu Nhi nói, bất cứ ai cũng muốn như vậy, nhưng tôi tôn trọng hai em, đó là quyết định đúng đắn. Bởi vì tôi nghĩ rằng chờ đến giây phút này nó có cái hay của nó, để cho mọi người thấy rằng giờ phút này là giờ phút họ bình an, dám nói với thế giới là tôi yêu em. Anh không chúc tụi em trăm năm hạnh phúc vì nó rất sáo rỗng trong cuộc sống hiện nay. Anh chỉ chúc tụi em định dạng được đối phương, hiểu đối phương là nhóm người gì trong cuộc đời này, để hiểu là người ta cần gì ở mình và mình cần gì ở người ta. Hai tụi em tự nương nhau mà sống, trong những lúc tụi em khó khăn nhất, những lúc tụi em sắp buông tay nhau nhất, tụi em hãy nhớ đến cảm giác ngày hôm nay, tất cả mọi người ở dưới đang nhìn hai em và những lời nói mà tụi em hứa với nhau và giữ chặt tay nhau hơn một chút. Chúc tụi em hạnh phúc, nam MC bày tỏ. Trước những tin đồn bủa vây về cuộc sống riêng tư của hai vợ chồng, Trấn Thành từng nhiều lần lên tiếng đính chính. Anh luôn khẳng định chắc nịch về cuộc hôn nhân hạnh phúc và cho biết cả hai vợ chồng luôn yêu thương, bảo vệ nhau. Về phía Harry Won, nữ ca sĩ cũng cho biết nguyên nhân khiến mình thường xuyên tâm trạng gần đây chính là do việc mắc bệnh liệt nửa mặt. Nhắc đến bà xã, nam MC người ấy là ai dành nhiều lời có cánh và phản bác thông tin không hay về Harry Won, Trấn Thành vẫn luôn là ông chồng quốc dân trong mắt người hâm mộ. Không chỉ vậy, cặp đôi còn khẳng định sự mặn nồng bằng việc Harry Won gửi tin nhắn tỏ thái độ ghen tuông và cảnh cáo khi thấy chồng bé gái trong đám cưới của anh Tú, Diệu Nhi. Anh cũng chia sẻ đoạn tin nhắn Harry Won cười và trách yêu rằng con gái khác thì có xuất khiên, còn vợ thì không. Nhà sản xuất bố già liền phản hồi, có khiên vợ mà, hồi xưa yếu giờ mạnh rồi. Đoạn tin nhắn giữa Trấn Thành, Harry Won nhanh chóng thu hút lượt tương tác cao từ dân mạng, nhiều người bày tỏ thích thú vì sự hài hước, dí dỏm của vợ chồng nam nghệ sĩ. Biết ngay từ khi thấy tấm ảnh này của anh Thành là tôi đã biết Harry Won sẽ nhắn tin nhắc nhở mà. Vợ chồng nhà này buồn cười gây cơ, anh chị dễ thương quá. Nhiều bạn bè thân thiết đã để lại bình luận được cho là thêm dầu vào lửa, chẳng hạn như bình luận của nghệ sĩ Tiến Lục. Ủa, uống vang pha tăng lực hay gì mà vắt gần hết khách mời. Đáng chú ý, Sam cũng có phản hồi bóc phốt Trấn Thành. Chị ơi, khiên kiểu này không thích đâu. Em hư luôn cặp bi giả với uống mấy lít nước hồ bơi rồi. Trước đó, trong bữa tiệc tối tại đám cưới của Diệu Nhi, anh Tú, Trấn Thành cùng dàn sao hạng A của Vivid quẩy tưng bừng, anh thậm chí còn vé khách mời nữ nhắn xuống hồ bơi trong lúc vui đùa với lý do chiến thần hồ bơi, cái nghiệp khiên vác anh xin lỗi Sam nhưng không ai được phép khô khi anh đã ướt. Sau nam cũng chia sẻ loạt hình ảnh nhảy nhót, trêu hò trong bữa tiệc khiến công chúng bật cười. Gần đây nhất, hai vợ chồng giọng ca anh cứ đi đi xuất hiện cùng nhau là khoảnh khắc cả hai cùng quay một clip ngắn nhảy nhót tại sân bay. Đoạn clip trên kênh mạng xã hội của Harry Won đã nhận được gần 7 triệu lượt xem và gây bão với hàng ngàn bình luận. Trong clip, Trấn Thành cùng Harry Won xuất hiện chung khung hình, mặc đồ đồng điệu và cùng nhau ngẫu hứng nhảy nhót ở sân bay khá vui vẻ. Được biết đây là hình ảnh Harry ghi lại trong chuyến đi gần đây cùng với ông xã Trấn Thành. Clip chỉ dài 8 giây nhưng đủ để minh chứng cho sự mặn nồng của cặp vợ chồng hot nhất nhì làng giải trí Việt, xóa tan những đồn đoán về chuyện rạn nứt dẫn đến bí mật ly hôn từng rộ lên thời gian trước. Trước khi kết hôn với Harry Won, Trấn Thành từng chia sẻ bản thân không thích sự ràng buộc. Tuy nhiên, anh quyết định kết hôn vì tình yêu với bà xã người Hàn Quốc. Kể từ khi kết hôn đến nay, Trấn Thành và Harry Won luôn dành cho nhau sự quan tâm ân cần, không tiếc có những hành động thân mật một cách công khai. Chính vì sự nổi tiếng ấy luôn khiến chuyện tình cảm, gia đình của Trấn Thành và Harry Won trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm đông đảo của dư luận. Hiện tại, vợ chồng giọng ca anh cứ đi đi đang bận rộn hoạt động nghệ thuật, kiếm tiền và đôi khi họ vẫn dành cho nhau những giây phút nghỉ ngơi. Thay vì lo tính chuyện con cái, hôn nhân của cặp đôi trong mắt fan vẫn thực sự gây ngưỡng mộ. Thời gian chứng minh vợ chồng anh luôn sát cánh bên nhau lúc khó khăn nhất và Harry Won là bến đỗ duy nhất của nam nghệ sĩ nổi tiếng.